Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Techpin của Diễn đàn Kinh tế. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em cái... Ủa, không phải, cái này là cái này. Thời gian sử dụng pin của Oppo Find X2. Và mời anh em xem video. Với cái pin có cái dung lượng 4200 mAh thì sau những cái bài test của mình, kết quả cho ra trung bình máy có thể on screen được hơn 6 tiếng. Làm thế nào để cho ra được cái kết quả này thì sau đây mình xin kể lại cái quy trình mà mình tiến hành test nó. Thì cũng như tương tự tất cả những cái máy mà mình đã từng test pin trước đây, đầu tiên cũng là về những cái thiết lập, đó chính là Android gốc, không root, không làm gì cả, không can thiệp bất cứ gì vào phần mềm, để nguyên bản hết. Âm lượng luôn để ở mức 50%, khi mà xem video hay là nghe nhạc gì đó thì cũng để 50%. Và độ sáng màn hình thì duy trì ở mức 200 nits. Thì lý do tại sao lại là 200 nits thì mình đã có giải thích ở những cái video trước rồi, và anh em muốn tìm hiểu thì có thể quay lại để coi, chứ mình nói nhiều quá anh em nói mình nhàm. Ngoài ra với cái màn hình của bộ Find X có hai cái thiết lập nhỏ nhỏ mà mình muốn chia sẻ cho anh em, đó chính là trong quá trình test thì mình để cái máy ở cái tần số quét là 120Hz, còn anh em nào mà sử dụng 60Hz thì có thể cái thời gian sử dụng pin nó sẽ được kéo dài hơn. Ngoài ra thì cái độ phân giải mình để ở cái mức Quad HD Plus, nghĩa là 3168x1440 chứ không để nó auto như là mặc định của máy. Quy trình test của mình sẽ thực hiện đó chính là mình sẽ tiến hành lặp đi lặp lại 5 cái tác vụ, tiên là lướt web nè, xem YouTube, chơi game online, và cái tựa game lần này mình chọn đó là PUBG Mobile. Thứ tư là quay video, và quay video thì mình để nó ở cái độ phân giải là 1080x60 khung hình giây. Cái tác vụ cuối cùng là lướt cái app tinh tế, tại vì thời gian gần đây là mình đã xóa app Facebook rồi cho nên không còn lướt Facebook nữa. Thì cái quy trình của mình sẽ thực hiện như vậy, nhưng mà sẽ chia ra làm hai lần. Lần đầu tiên là tất cả những cái tác vụ thực hiện mà đòi hỏi kết nối mạng mình sẽ đều kết nối vào một cái wifi của công ty. Ở cái lần thứ hai thì mình sẽ lắp một cái sim 4G vào và test dựa trên cái kết nối 4G. Trong quá trình thử nghiệm thì nhiều anh em nói với mình là cái môi trường, cái nhiệt độ môi trường cũng có ảnh hưởng đến cái thời gian sử dụng pin. Cho nên để cho ra cái kết quả khách quan nhất có thể thì ở cái phần trăm pin từ 100% xuống 50% thì mình sẽ dùng cái máy ở trong phòng lạnh, nhiệt độ vào khoảng là 24-25 độ C. Còn từ cái giai đoạn 50% trở về không thì mình sẽ đi ra ngoài trời, ngồi dưới bóng mát và tiến hành test cho anh em. Với những cái thiết lập như trên thì kết quả cuối cùng sau hai lần mà cộng trung bình lại, thời gian sử dụng là khoảng 6 tiếng 14 phút. Lần đầu tiên thì thử nghiệm bằng cái kết nối wifi thì máy có thể on screen được 6 tiếng, trong khi ở cái lần thứ hai thực hiện bằng 4G thì lại on screen được 6 tiếng 27 phút. Trong cái quá trình mà test thì mình nhận thấy là mình hơi ép cái máy quá, khi mà lại thực hiện cái việc mà quay video ở cái độ phân giải là 1080x60 khung hình giây, thì cái việc này nó tiêu tốn rất là nhiều pin của máy. Chỉ thực hiện 60 phút quay phim thôi nhưng mà tiêu tốn đến 30-33% của máy. Và mình nghĩ là trong cái quá trình sử dụng hàng ngày thì sẽ không ai làm như vậy đâu. Một cái thống kê gần đây thì cho thấy là trung bình mỗi ngày mỗi người của chúng ta dành ra khoảng 3 tiếng, hơn 3 tiếng rưỡi để sử dụng cái smartphone. Và với cái thời gian hơn 6 tiếng on screen như mình test ra trên cái Oppo Find X2 này thì mình nghĩ là anh em có thể sử dụng cái máy này đủ cho một ngày và thậm chí hơn ngày chút xíu. Tất nhiên là như mình đã lưu ý hồi nãy thì cái tác vụ quay phim nó tiêu tốn rất nhiều pin của máy, cho nên là anh em nào mà sử dụng nó nhẹ nhàng hơn và sử dụng chỉ chụp hình một vài tấm này kia thôi thì có thể cái thời gian nó sẽ kéo dài ra khoảng 7-8 tiếng gì đó. Rồi nói về cái thời gian sạc, đây là một trong những cái điểm nhấn rất là đáng kể trên cái chiếc Oppo Find X2, đó chính là nó được trang bị công nghệ sạc Super VOOC 2.0 với cái cục sạc tặng kèm với cái công suất lên đến 65W. Thử nghiệm cho mình cảm thấy là cái thời gian sạc thật sự là rất là chóng mặt, và cái việc mà test pin của mình chưa bao giờ nhàn đến thế. Mình chỉ cần cắm sạc 15 phút là đã lên 64%, 30 phút là lên 99%, và chỉ tốn tổng cộng là 33 phút để sạc đầy 100% viên pin của máy. Khi công bố Super VOOC, Oppo giải thích là họ đã dùng một loạt những cái thuật toán đặc biệt để luôn theo dõi quá trình sạc và từ đó liên tục điều chỉnh cái cường độ dòng điện tùy vào cái điều kiện của pin. Thì cái thuật toán này nó sẽ biết được tình trạng của pin đang như thế nào,
bạn có đang dùng điện thoại khi sạc hay không và đang dùng để làm gì, từ đó đưa ra những cái tinh chỉnh phù hợp. Ngoài cái phần mềm thì phần cứng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Theo Apple công bố thì họ đã phát triển đến 5 lớp bảo vệ nhằm bảo vệ cái tuổi thọ pin của thiết bị cũng như là sự an toàn trong quá trình sạc. Thực sự mà nói thì 65W là một cái mức công suất rất là lớn và nó ngang với việc những cái cục sạc sạc cho laptop luôn. Trước đây thì một trong những cái điều mà mình ấn tượng nhất đó là chính là mình đã từng có cái dịp trải nghiệm cái thời gian sạc của chiếc điện thoại Oppo Find X phiên bản đặc biệt, phiên bản Lamborghini, và cái cục sạc đó là Super VOOC đời đầu thôi, nhưng mà sạc rất là nhanh. Và trên cái thế hệ 2 này thì rõ ràng là nó thừa hưởng được tất cả những gì của cái thế hệ đầu tiên và thậm chí còn ấn tượng hơn như thế nữa. Nếu anh em thấy video hay thì nhớ bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Tinh Tế. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn. Mình là Minh Trí ND đến từ diễn đàn tinh tế.vn.